resort, resort Zin nha. Có 5 nút, 2 túi đằng trước là túi giả. Cài nút, khi mà mình bung nút ra là nó như vậy. Cài 5 nút. Bên trong là quần. Bên trong là quần. Mặc là như, mặc lên là như váy luôn. Đằng sau, đằng sau có 2 túi. Nhìn đằng sau là như quần sọt vậy đó. Cái này là jean thun. Jean thun co giãn nha. Jean thun co giãn tốt. Mặc thoải mái, không sợ bị siết cứng, khó chịu. Ở đây thiết kế có 2 đường may nữa nè. Đây là chiếc vải jean màu quát, light, kiểu rách rách, kiểu bụi.